thời gian vừa qua, không chỉ riêng tại thành phố Hồ Chí Minh mà nhiều tỉnh thành đều xuất hiện nắng nóng gay gắt, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Thời tiết nóng nực luôn khiến bạn cảm thấy khó chịu. Đây cũng chính là thời điểm sức khỏe thường xuyên có vấn đề. Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các bức xạ tia cực tím của mặt trời có thể gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể của chúng ta. Chẳng hạn như là da cháy nắng, sạm da, lão hóa, rối loạn mắt, hệ miễn dịch suy yếu, ung thư da. Do vậy, chúng ta cần phải có những biện pháp tự bảo vệ mình khỏi ánh nắng mặt trời. Tiêu chuẩn để đánh giá nắng nóng có nghĩa là nắng nóng là cái nhiệt độ không khí cao nhất ở ban ngày là nó trên 35 độ C và nắng nóng gay gắt thì nó trên 37 độ C. Thì rõ ràng là trong cái thời gian tới thì như phân tích của chúng tôi thì cái cũng chưa có cái dấu hiệu nào để cho thấy rằng là nó cái nắng nóng nó chấm dứt cả. Thì nó chỉ có cái nhiệt độ thì nó có thể nó sẽ có một vài ngày thì nó sẽ giảm hơn so với mấy ngày vừa qua một chút, thế nhưng mà vẫn cứ đạt ở cái mức là nắng nóng. Và nhìn dự báo trong cái thời gian dài hơn nữa, ngay cả đến cái tháng 5 thì cũng sẽ còn những cái đợt nắng nóng tạo ra cho chúng ta một cái cảm giác là oi bức, cũng như là cái ảnh hưởng đến cái sức khỏe của con người rất là lớn. Thế nên là cũng mà người dân của chúng ta cũng nên là lưu ý đến cái thứ nhất là sử dụng những cái phương tiện về điện như là máy lạnh hay là quạt máy các thứ thì chúng ta để ở cái mức vừa phải để tránh cái thay đổi đột ngột. Cái thứ hai nữa là cái nắng nóng tác động vào những cái thực phẩm, nó sẽ làm cho cái thực phẩm rất là nhanh ôi thiêu, nên là chúng ta cũng cần lưu ý trong khi mà chọn mua. Và một cái điều lưu ý nữa là cái nó cũng rất là dễ gây ra những cái hiện tượng hỏa hoạn. Và cái biện pháp thì thứ nhất là người dân, mà nhất là chúng có cái công việc mà cần ra đường vào những cái thời điểm ví dụ như cái nắng nóng và nó xảy ra thường là nhiệt độ cao nhất là vào khoảng giữa trưa, nên là nếu mà chúng ta ra đường thì cũng cần là trang bị cho mình những cái bảo hộ, ví dụ như là kính râm hay là khẩu trang hoặc là những cái đồ mà mặc để tránh nắng. Thế và đặc biệt là nhìn rộng ra hơn nữa thì cái nắng nóng này nó không những là vào cái thời điểm như bây giờ mà nó sẽ còn xảy ra những cái năm tiếp theo nữa, nên là người dân của chúng ta thì cái ứng phó với nó thì trước hết là chúng ta phải có cái ý thức để bảo vệ môi trường. Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì có những cái kênh rạch, đây là những cái kênh rạch hoặc là những cái điều kiện để nó làm cho cái không khí nó dịu mát đi. Thế nếu chúng ta mà giữ gìn các cái kênh rạch ở một cái mức độ là sạch sẽ, vệ sinh thì sẽ rất là tốt trong cái điều kiện nắng nóng như hiện nay. Bước vào hè, nắng gay gắt, thời tiết luôn ở mức từ 37 tới 38 độ C, có nơi còn lên đến 40 độ C. Chính thời tiết này khiến tất cả chúng ta đều lo ngại cho sức khỏe và làn da của mình.
Vấn đề đặt ra là với thời tiết như hiện nay thì chúng ta phải ăn uống như thế nào để giúp mát gan, giải độc và bảo vệ được làn da trước tia cực tím. Nắng nóng, lượng mồ hôi tiết nhiều sẽ khiến bạn mất nước và khát nước. Chính vì vậy, việc bổ sung vitamin là điều vô cùng cần thiết. Mùa này nắng nóng, nhiệt độ rất là lớn, và cái nhiệt độ này đó, nó vừa ảnh hưởng đến mất nước, làm da nhăn khô, ảnh hưởng đến cái độ ẩm của da, và cái quan trọng nữa là cái ánh nắng nó sẽ làm cho cái da này nó bị đen đi, cũng như là nó làm cho các cái thành phần sắc tố da nó sẽ bị ảnh hưởng, nó lên các vừa nám, vừa lên các cái nhọt lở, hoặc là nó làm cho các cái đốm sắc tố nhiều hơn. Thì như vậy ăn uống như thế nào? Thì cái nguyên tắc khi mà nói tới cái chuyện ăn uống như thế nào để cho da đẹp, để cho da nó không bị cái ánh nắng mặt trời bị phá hủy, phá hoại, thì cái chuyện đầu tiên hết là phải cung cấp đủ cái lượng nước cho cơ thể. Phải làm sao cho nhuận trường, đủ lượng nước cho cơ thể. Chúng ta thấy lời khuyên bình thường là 2 lít, 2 lít rưỡi, nhưng mà cái nhiệt độ này 36, 40 độ như thế này thì phải trên 3 lít mỗi ngày. Đó là không kể canh, không kể những cái thứ khác, mà cái lượng nước uống không thôi. Cái kế tiếp là không để được táo bón. Bởi vì khi mà chúng ta mất nước qua mồ hôi, mất nước qua cái hơi thở, qua nói chuyện, qua những cái đường tiểu, thì như vậy cái lượng nước bên trong cơ thể nó còn bao nhiêu, mỗi ở bộ phận nó còn bao nhiêu, thì nó rất là quan trọng. Ở chỗ ruột mà nó không có đủ nước thì phân nó khô lại, nó khô lại mà nó táo. Khi táo bón thì nó tích lũy tất cả những thứ độc hại ở bên trong, thay vì thải ra hàng ngày thì nó không thải ra hết, thì như vậy nó trữ lại. Thì chúng ta thấy cái chuyện thứ hai phải làm là nhuận trường. Tất cả những thứ rau quả thức ăn nào giúp cho nhuận trường thì đều tốt cho mùa này. Còn lại ăn gì để giúp cho cái bên trong nó cải thiện và bên ngoài nó sáng, da ra nó đẹp, vân vân. Thì chúng ta chưa nói đến cái chuyện là dinh dưỡng đầy đủ các chất. Tại vì cơ thể khỏe mạnh, hồng hào là phải đủ máu huyết, sự lưu thông máu huyết được tốt, số lượng hồng cầu, bạch cầu phải đủ, vân vân. Thì cái đó chúng ta ăn chất đạm, ăn này kia, các cái thành phần để tạo năng lượng cho cơ thể hoạt động. Bây giờ chúng ta đang muốn nói tới rau với trái cây. Thì cái nguyên tắc là những cái loại có chứa vitamin C thì nó tốt cho da. Đó, thì đồng thời tốt cho nhiều cái chuyện khác, nhưng mình đang nói tới da thì tốt cho da. Những thứ nào có vitamin C đều có thể ăn trong mùa hè này. Thì từ cam quýt cho tới bưởi, cho tới các cái thành phần rau mà nó có cái vitamin C. Cái kế tiếp nữa đó, thì cái rau đó, thì chúng ta ăn cái loại rau mà cái màu xanh đậm. Thì cái rau màu xanh đậm này, ngoài cái chuyện là nó giúp cho tăng cái chống lão hóa, nó còn một cái chuyện nữa là nó giúp cho cái da này nó chịu được với ánh nắng mặt trời, nó không bị nám, không bị sạm, không bị đen da. Nó giống như một cái loại krem, một loại mỹ phẩm chống nắng, có cái độ ASA bao nhiêu này cái gì đó. Thì thay vì sử dụng krem để chống nắng thì chúng ta có thể ăn những cái thực phẩm, những cái rau mà nó có màu xanh đậm. Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp với mùa hè vô cùng quan trọng. Ví dụ như chè hạt sen kết hợp với nha đam là món tráng miệng thơm ngon và thanh mát. Có sự kết hợp hài hòa giữa hạt sen bùi bùi và tính mát lạnh của nha đam, vị ngọt thanh của đường phèn. Đây được xem là một món ăn hoàn hảo cho mùa hè. Ngoài ra, chè hạt sen nha đam còn rất lợi cho sức khỏe, thanh nhiệt, chống viêm và chữa mất ngủ.
Rồi tới một cái thứ quả để dùng trong các thực phẩm nữa là quả gấc. Quả gấc thì chúng ta thấy cái thành phần caroten của nó, cái màu vàng, rồi cái bí đỏ. Đó là những cái thành phần thể có màu, trái cây, rau, thực phẩm có màu đều tốt cho cơ thể. Những cái tốt đó từ chống lão hóa cho đến cái tăng cái đề kháng. Và cái quan trọng ngày hôm nay chúng ta nói là cho cái nhan sắc của da. Ngoài ra còn một cái thực phẩm quý giá nữa, đó là cái khoai lang với mè đen. Thì người ta hỏi tại sao không ăn mè trắng. Mè trắng với mè đen nó giống nhau là đều có chất dầu, và chất dầu nó làm nhuận trường, nó tránh cho táo bón. Thế nhưng mà cái mè đen thì ngoài ra cái màu đen nó là bổ thận. Cho nên người ta khuyên là ăn chè mè đen, ăn chè đậu đen, hay là chúng ta nếu mà có sợ đường thì chúng ta có thể mè chúng ta rang lên, chúng ta trộn chung với cơm chúng ta ăn. Hay là chúng ta nấu cơm với cái hạt đậu đen. Đó, rồi hoặc là chúng ta ăn khoai lang. Thì đó là những cái thực phẩm mà nó giúp cho cái chuyển hóa cơ thể tốt, nhưng mà đặc biệt là nó tốt cho da. Thời tiết oi nóng khiến lượng vitamin trong trái cây càng trở nên cần thiết hơn trong cơ thể. Táo có chứa rất nhiều loại vitamin và khoáng chất khác nhau, trong đó hàm lượng sắt chiếm nhiều nhất, vì chất sắt là một nguồn nguyên liệu chủ yếu để tạo máu cho cơ thể, tốt cho cơ thể. Như chanh, cam, bưởi là những loại quả có nhiều vitamin C, rất tốt để tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể trước những đợt nắng nóng. Chúng cũng là những loại quả ít đường, không làm tăng cân, nên chuyên gia khuyến cáo người dân nên sử dụng hàng ngày. Ăn trái cây cho mùa hè cũng như dưa hấu, cam, đào, dứa sẽ giúp cơ thể giảm nóng. Hãy dùng ít nhất một khẩu phần ăn trái cây trong một ngày hoặc một ly nước ép trái cây sẽ rất tốt cho cơ thể trong mùa hè oi bức như thế này. Các loại đồ uống mùa hè như nước dừa, nước chanh có thể giúp giảm nóng. Những loại đồ uống này có ít cáp và nhiều muối, ngăn ngừa sự mất nước. Vào mùa hè nên uống nhất khoảng từ 12 đến 15 ly để giữ nước cho cơ thể. Salad giúp cơ thể mát hơn và ngăn ngừa mất nước. Một đĩa salad sống sẽ giúp cơ thể duy trì được nhiệt độ ở mức ổn định. Hãy thêm nhiều rau xanh vào chế độ hàng ngày.